Chào chú. Rồi, dạ. Thì hôm nay con quay lại để cập nhật cái tình hình ra bông của vườn mình đó chú. Thì năm nay thì mình theo cái quy trình bài bản của công ty Sago Agro á. Thì đến hôm nay thì nó đến thời điểm ra bông, hôm nay là mình dỡ bạc hả chú? Là dỡ bạc. Dạ. Ở đây thì mình ở ở địa chỉ ở đâu chú? Ở ấp 2 Phú An. Ấp 2 Phú An ha. Dạ. Thì cập nhật hôm nay thì mình đậy bạc là chính xác bao nhiêu ngày mình dỡ chú? Đúng ra thì năm nay nếu mà thời tiết bình thường thì khoảng 32-33 ngày làm dỡ rồi, nhưng mà dạ, nó hơi lượng thượng là mưa hôm rồi bão nhiều thì nay tới 37 ngày mới dỡ. Dạ, tức là hôm bữa là khoảng 30 ngày thì nó bắt đầu nó ra. Dạ. Nhưng mà tới nó dính ngay cái đợt bão luôn nó nên nó khựng lại. Đúng rồi. Rồi mình neo qua bão thì mình mới gỡ bạc qua nay được hả chú? Đúng rồi. Vậy là 37 ngày. 37 ngày. Dạ. Thì tình hình ra ok không chú? Nói chung là đạt á, ok. Dạ. Thấy mừng đó. Mình đẩy hết là nhiêu gốc chú? Đây khoảng 80 gốc. 80 gốc là tới bây giờ thì nó ra nó được ok, đạt là bao nhiêu gốc rồi chú? Coi là đạt khoảng 80 gốc, khoảng 78 gốc á. Dạ. Chỉ còn 2 gốc nó yếu thì thôi, nhưng mà chắc có lẽ tới vô chắc nó cũng ra luôn. Dạ. Còn cái dàn bông nè. Này lạ quá ta. Nhánh bự nè, ra luôn nhánh bự luôn nè. Năm nay cho nó ngộ ngay cái nhánh bự là nó ra đều á, năm rồi nó không ra nha. Dạ. Yeah. Cái quy trình thì chú có nhớ không chú? Từ yeah, lúc mà phục hồi cây tới nay luôn á. Nhớ chứ. Thì mình đều giai đoạn đầu thì mình tưới con trai với gốc. Dạ. Yeah. Một chai. Dạ, sao là mình tưới con trai với gốc. Ở trên là mình con trai với thằng Cali. Dạ. Nửa chai Honda với nguyên chai Cali thì mình xịt phủ đầu chùm. Dạ. Luôn. Tức là mình không, cái lúc phục hồi cây là mình chỉ xài cặp Sago thôi. Sago thôi. Inurin với Honda. Bộ tứ đó rồi. Bắt đầu khi mình làm bông á, ừ, thì bắt đầu mình tiến hành mình tưới Honda dưới gốc luôn. Đúng rồi. Vừa kích rễ mình phục mình tạo mầm luôn hả chú? Đúng rồi. Còn ở trên thì mình phun tạo mầm lần 1, lần 2, lần 3. Lần 3 đủ luôn. Honda với Cali bằng biển. Thì đến nay thì nó như thế này. Nhưng mà tôi chịu nó cái là cái dàn lá tới nay là ba mấy 40 dạ, ngày mà mấy chú coi lá là y như mình gãy phân, mà nó đâu có gãy phân gì được, mình đây mình sao gãy được, mình lá thì vẫn ổn luôn. Dạ. Dày xanh đạt hết hồn dàn lá. Ừ. Nói chung lại cũng thích cái màu lá này. Cây mình ăn năm mấy rồi chú? Năm thứ 6, nhưng mà không biết bạn là năm 3,5 là tôi ăn rồi. Dạ. Ăn lai ra ăn hoài luôn á. Mấy cây nó xi nè, như con cái luôn. Quá trời, xe đẩy ra luôn. Có Sago vô đây là tôi thấy là cái dàn lá nó ổn. Dạ nè. Sago là chịu. Nhánh nè, dòng nhánh bự nè. Nhánh nhỏ thì ok rồi, nhánh bự ra ghê không? Trời luôn. Điều cây hết trơn, trời nó điều cây hết luôn. Leo trên ngọn mà coi luôn á chứ. Hướng lên thì nó tối, không thấy rõ. Dạ vậy chứ cái leo lên ngọn luôn á. Năm rồi là con thấy hình như là không có lá luôn mà chú. Đúng rồi, năm rồi chịu lũ luôn á chứ. Nay thì vậy thì nó cũng mới phục hồi được một chút đẩy luôn hả? Đẩy luôn. Ra luôn không? Ra luôn chứ. Mình cứ vậy mình đưa Sago vô hoài tới thì nó nuôi nó ăn thôi. Ra luôn hả? Quá đều luôn hả? Ra mấy nhà nhánh bự luôn. Này mỗi tầng nữa thì người ta đã thấy cảnh. Mỗi thứ dập vô nước nó ra thì thấy. Vậy là đợt này cho đi đoạn luôn hả thưa? Đợt này đây luôn không? Nếu nó vú là cho luôn không? Dạ. Thì cái quy trình là giờ gỡ ra ngày mai mình tưới anh cha. Mai tưới anh cha. Xong cái cỡ tại mình mới phun cái bộ ở đây. Được. Thì cỡ tưới anh cha xong cỡ 5 ngày đi. 5 ngày bắt đầu mình vô phân. Vô phân dưới. Ở trên thì mình Inurin. Cung cấp Sago Inurin với ông cha. Nó đều là thằng 400 thằng 500 ha. Thằng nếu mà thằng có mấy chạy 500 luôn. Cặp đó chắc 500 luôn đi. Ừ, dạ. Đều. 500 luôn rồi tới vậy là nó ăn bắt phân ở trên nó có cái Sago nữa nó. Cây nấy nó đi đọt là mình rút luôn á. Tính là dạng bông này ở trong đi bộ ba luôn đúng không? Thằng ông cha Inurin với thằng Mexico luôn. Dạ được.
quất liều cho nó 600-500 vậy đó. Còn không, chú quất bộ 3-600 trong ngoài luôn cũng được. Phủ có canxi ngoài lá cũng được. Đúng rồi. Ngày khỏi mình khỏi phun hai lần. Đúng rồi. Còn ví dụ nó thế này là trường hợp ví dụ như mình phải rửa bệnh ở trong á. Ừ. Ví dụ mình phun cặp sago ngoài đây là trước. Ừ. Xong cái ở trong cái mình rửa bệnh cái mình pha thêm thuốc bệnh với Mexico với cặp sago ở trong. Thuốc bệnh, thuốc bệnh được quyền cặp chung phải không? Dạ được, cộng chung được. Mexico có ultra cho ít chứ. Dạ ultra với inui luôn, Mexico xịt trong luôn. Qua luôn. Mình xịt vậy đỡ mất công xịt thêm cử thuốc bệnh nữa. Đúng. Mình cộng chung luôn. Ok rồi. Ok. Nói nhiều anh em cũng điện hỏi thăm là dữ lắm. Để nó xài xe gỗ đi an tâm chứ gì đâu mà. Cái này cũng được. Trên quá trời. Cái nào cũng ra trên đọt dữ lắm. Nhánh bự nó trồng nhánh bự nó ra còn dữ hơn nhánh nhỏ nữa. Ồ cái này qua cái này mới ghê nè. Trồng vàng lá hết hồn. Vàng lá này mình ra một cây nữa thì thấy cảnh. Quá trời. Mình có quyền để trái nhiều không? Nếu mình lấy cây nữa mình để trái nhiều luôn. Quá trời. Mà để chú thấy cái màu xanh này. Đúng rồi. Dùng cái chỗ này. Mà mình để thằng nào nó ra bông trong thân ấy, là cái cành nó giữ. Dạ. Để á. Nhìn cái thân này mà có bông là cái cành nó ra nhiều. Dạ. Để phơi thuốc ha. Cái thằng nào nó im ru ha, là ở ngoài nó chậm lắm. Dạ. Nó cũng ra nó chậm mà thằng nào mà trong thân mà thấy có bông là ở ngoài là chắc cú. Dạ. Quá trời cái nhánh đó. Tôi thấy cái màu xanh bông thế sao chú? Quá đẹp vậy sao? Mà cái màu xanh là lộn con lạ đời lắm chứ nó ngộ nha. Tôi thấy nó ngộ. Cái chùm nào nó gỡ gỡ. Mấy chùm kia trên cao quá. Để đây đây nè. Ờ trên cao không thấy hả? Cái màu xanh này nó có sự khác biệt cũng đỉnh nè. Tại vì cái cử mà rước mắt cua cuối cùng con đưa chú có cái thuốc mới. Cái đó đó. Nó lợi hại quá. Là bữa sau thấy hiệu quả không chú? Hiệu quả liền, điểm nữa mà liền. Yeah. Nhánh bự ra quá trời luôn. Cái nó chậm là cũng được. Cảm ơn cây khác chút mà nó ra bên này quá trời luôn. Nó chậm thôi, nó cũng được hết. Đó. Hết rồi, ok. Nhánh bự gì là ok rồi. Mỗi năm nhánh bự không ra nha. Dạ. Để mỗi năm là hôm nay nhánh bự rồi nó có. Thường thường nhánh nhỏ ra trước. Ừ. Nó ra nhiều hơn nhánh bự. Nhánh bự ra nó ok rồi. Trời ơi. Sao vì ba cái bốn nhánh bự rồi sao. Quá đẹp. Vậy yeah, trên đầu nó nữa rồi quá đẹp. Thế rồi. Màu xanh này nè. Bông kia nó bự bông, nó xanh đi giọng đó. Này bỏ đi. Khi nó bự ra là cái màu xanh nó khác liền, nó sáng liền. Ừ. Xanh tươi liền. Chứ không phải xanh vàng. Wow. Tôi để xem một tuần nữa coi nó ra làm sao, nó hành hình nó ra làm sao, có màu sao. Thuốc mới là thuốc độc chiêu đó. Đúng rồi. Đang nhập về đó. Ê, hình như Cần Thơ rồi, thưởng cũng trà xài chứ không? Trà xài cũng có trà xài. Đúng rồi. Thằng Mẫu. Thằng trà xài cũng bốn năm vườn rồi. Ừ, cái thằng vậy nó kêu gỡ chứ nó. Nó thà nó quái rồi. Cộng với bữa nước là cộng bộ ba. Ừ. Cùng cha Inobin với cây thuốc mới đó. Nó đang chậm. Thì chậm hơn mà đây là nó ra nó chậm. Nó vú chân mới nè. Ừ, vú hết rồi. Sáng nhỏ nhỏ nè. Vú hết. Nó hiện tượng là nó lên màu nó liền. Ha. Dạ. Sáng lên liền. Xanh. Mới nắng được 2 ngày vậy. Sao? Trời nhánh bự chứ. Ngày qua nhánh bự đây nè. Ừ. Nó chừng nấp này nè. Trời ơi. Đây nè. Nè, nó có hiện tượng cái lên màu đó liền. Lớn nó lớn kìa, nó ra cái màu xanh liền. Quay
trí này mới ngon rồi chú. Mấy ngày nó là ngon á. Vị trí này để gánh hai trái nha, trái vị trí này hợp lên cho trái này nè. Chọn giống chú cho chỗ lên thôi. Cuốc trong này thì vị trí nó cũng khó đậu lắm nha. Vị trí đó mới ngon đó. Chứ người ta nói cái cây sầu riêng mà cái nhánh mà nó sửng sửng lên đó chú. Sửng đứng, là đứng, mấy cây bóng thon á. Đứng đứng á. Cây sáo này nó dở hơn cái đó. Bóng thon nó đứng lên nó đỡ, nó giống, còn cây sáo nó cực giống. Cái này 40 cái rồi, 2 đợt nè. Năm rồi cũng xài sang rồi. Dạ. Vừa nuôi trái vừa phục hồi cây. Nè. Rồi. Ừ. Nó ăn hai đợt con này, một đợt đầu là không hai mấy trái được sao, 30-40 trái luôn á. Đều nhánh ghê á. Từ những khu vực này lên. Một từ trung thân ra luôn. Nhánh nào cũng có không? Thằng Hải mỗi lần là lên nó nói cô vườn của bác là tứ quý chứ không nói gì thường nguyên gì mà thấy lên nó có trái hoài. Để nó hai ba đợt bông á. Bự ra. Vậy hoài vậy. Này có cái sản phẩm mới vô. Ừ. Xanh liền. Sao nhả màu xanh liền chứ không có vàng. Cái sản phẩm là năm tới đại trà chưa? Cuối năm mà chắc cỡ cuối năm có á. Ừ. Nó ngon lắm á. Nó ngon rồi, cái nhỏ. Ngon rồi. Xè bằng tay ha. Lá xè bằng tay. Cái này mở ra coi nữa rồi nó bít vườn luôn á. Ra coi nữa bít vườn luôn á. Ờ nó bít luôn á. Ờ trời nhánh này. Dạ. Đều chưa. Ủa cho nó có một trái đậu luôn kìa. Đậu nha. Tròn vô luôn mà cuốn nhỏ quá chắc chờ bữa bụng. Mắt nữa rỡ đó. Vậy mấy người ta nó rút rồi kìa. Mắt ta thì... Đó, dễ. Mà nó đẹp rồi. Đẹp rồi. Này món ngon đó nè. Món ngon đơ rồi đó. Nó không đi ra dịch bệnh này đang ra. Này nó là còn tính không ra nè. Món ngon mấy à? Ừ, nè hôm nay ra đây. Lá mình còn hết hồn không? Lá như là lá ổi vậy, lá xài. Hơn một gan nội ơi. Hôm trước không ra, hôm nay ra nè. Hơn một gan. Như là lá xài. Trời ơi, nó lựa cho nó ơi. Nè, coi kìa, quỷ dãy nhánh ra cho đi đó. Ừ, nó ra trong thân luôn rồi chú. Ừ. Món thon. Quá trời. Không ngờ món thon ra cũng ok. Món thon cũng mạnh rồi. Cây sáu là khó nhưng mà cây sáu mình ra gì là quá đạt rồi. Không, tao nói tôi quất, ngày mai tôi quất nước hạ hòa rồi tôi chăm vô rồi hạ thôi. Trời. Nó đã luôn. Vụ này cũng có hàng trái chỗ này dần xuống lắm ta. 400 trái không? Mà thằng thường trong đó không nên thân hết ta. Thường thường lúc này nó rụng nhiều cũng là nó cũng đậu chứ. Ừ. Vô từ khúc này ra ngoài này. Ừ, khúc này ra thì được. Cái này khúc này thì nó khó. Buông rồi. Bữa mình để trái mình để đó. Cô để nhiều đây quên không sợ. Nhánh bự ra quá trời. Tôi cứ niêm niêm rồi sao cô hoài đó rồi cái mẹ để trái nhiều luôn. Ngại cái gì nữa. Lá nó khỏe thì nó ăn qua lá thôi. Đặc biệt là cái inulin đó là dữ thiệt. Nó nuôi trái gì giỏi lắm. Dữ thiệt. Ôi con này nè. Trời ơi, nó gần rồi nó bông xanh kìa. Ừ. Ủa đúng rồi, nó lên cái màu đó. Lên màu xanh liền hay thiệt. Nó bự lên màu đó. Zoom được sao? Zoom được không? Tối à? Không ngờ mấy người kia thấy có cái màu đó không? Cái mới nè, cái sản phẩm mới nè. Có thấy cái gì kia điểm cái gì hỏi nó coi. Cái của dưới kia thì do con bé là nó nhỏ. Sau đó con không xuống kịp. Nó vô lộ hình lắm phải không?
còn mấy vườn sau là con cho giai đoạn chạy trái. Chạy trái nó xanh ra rồi. Dạ, nó xanh lắm. Còn có video đậu trái thì mốt con đăng lên giữ hồng bồ la. Quá dữ, trời con bông kìa, đã thấy luôn kìa. Dạ. Nó lội ra luôn đó. Rồi, vậy ok chú ơi. Rồi. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú nhiều. Rồi, cảm ơn Sago. Dạ.